Theo báo cáo của IMF, giá trị đồng bảng Anh hiện tăng 10% so với năm ngoái, khiến các công ty Anh hoài nghi về triển vọng xuất khẩu. Từ Barclays cho đến ITV đều nhận định rằng họ đang bị tổn thương bởi đồng bảng Anh tăng mạnh và mong đợi Ngân hàng Trung ương Anh nên chú ý hơn đến vấn đề này. Octane là một công ty gia đình, chỉ có 100 nhân viên, giờ đây họ cảm thấy khó khăn trong việc xuất khẩu hàng hóa. Từ năm 2012 đến nay, chúng tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ từ chính phủ trong việc thúc đẩy xuất khẩu cũng như tiêu thụ trong nước. Chúng tôi cần họ đưa ra một kế hoạch xuất khẩu cho các doanh nghiệp. Chính vì không nhận được một hướng dẫn cụ thể nào nên Octane cũng như một số doanh nghiệp khác rất bối rối trong việc tìm ra một phương án cụ thể cho hoạt động kinh doanh của mình gây sụt giảm lợi nhuận. Đồng bảng Anh tăng 11% so với đồng đô la và 10% so với đồng euro vào năm ngoái. Ngân hàng Trung ương Anh đưa ra mức lãi suất thấp kỷ lục 0,5% từ tháng 3 năm 2009. Tuy nhiên, những biện pháp đó chưa khắc phục được tình trạng xuất khẩu trì trệ. Ngay thời điểm này, Octane cũng như các doanh nghiệp khác đang trông chờ vào một biện pháp hỗ trợ kịp thời từ chính phủ Anh.